Trong module này, chúng tôi có một loạt video ngắn. Theo đó, chúng tôi sẽ nói về nhiều loại dịch vụ mà bạn có thể truy cập dựa trên độ tuổi và nhu cầu của con bạn. Chúng tôi sẽ thảo luận về các dịch vụ can thiệp sớm, các dịch vụ dựa trên trường học và các dịch vụ phát triển ở California. Hôm nay, chúng ta đang nói về các hệ thống, chứ không phải điều trị cụ thể. Điều đó có thể gây nhầm lẫn vì những sự chồng chéo này. Ngoài ra, các dịch vụ cụ thể mà con bạn cần có thể rất khác với những gì trẻ khác cần. Tất cả các dịch vụ sẽ được cá nhân hóa. Sau khi con bạn được chẩn đoán, có thể sẽ rất khó khăn khi cố gắng xác định các bước tiếp theo và cách điều hướng hệ thống. Trong phần 1, chúng ta sẽ thảo luận tổng quan về cấu trúc hệ thống dịch vụ. Bản dịch này được hỗ trợ bởi Captain California Autism Professional Training and Information Network. Các điều khoản và cấu trúc của các cơ quan và dịch vụ có thể áp đảo nhưng sẽ dễ dàng hơn khi nó trở nên quen thuộc hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ giải thích và làm rõ nhiều điều khoản trong số này và giúp bạn biết nơi để biết thêm thông tin khi bạn đã sẵn sàng. Can thiệp sớm đề cập tới các dịch vụ do một số cơ quan cộng đồng địa phương cung cấp cho trẻ em từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi. Dịch vụ dựa trên trường học đề cập đến các dịch vụ được cung cấp cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Các dịch vụ này được cung cấp bởi các cơ quan trường học, khu học chánh ở địa phương. Các dịch vụ phát triển được cung cấp cho trẻ em vì đủ các loại khuyết tật ở nhiều lứa tuổi. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc hiểu và điều hướng hệ thống có vẻ ôm đồm. Chúng tôi muốn hỗ trợ bạn trong quá trình này và gia tăng kiến thức, hiểu biết và sự tự tin của bạn để bạn có thể ủng hộ cho con mình. Điều quan trọng cần thiết rằng với tư cách là cha mẹ, bạn là thành viên quan trọng nhất trong nhóm của con mình và bạn có thể làm việc để thêm hoặc thay đổi dịch vụ bất kỳ lúc nào. Đối với tất cả các cơ quan, việc tiếp cận dịch vụ này là một quy trình 3 bước, trong đó bạn là người chăm sóc ở mỗi bước. Đầu tiên, việc kiểm soát hoặc đánh giá sẽ được thực hiện để xem con bạn làm tốt ở đâu và lĩnh vực nào có thể cần trợ giúp. Thứ hai, dựa trên kết quả đánh giá, một nhóm trong trường học hoặc các dịch vụ sức khỏe, hành vi, bảo hiểm, vân vân sẽ xác định xem con bạn có đủ tiêu chuẩn hoặc đủ điều kiện nhận các dịch vụ và hỗ trợ với cơ quan hay không. Điều này sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của con bạn và hoặc các điều lệ của cơ quan cung cấp dịch vụ. Nếu con bạn đủ điều kiện, thường có một cuộc họp lập kế hoạch nơi bạn làm việc với một nhóm để quyết định xem những dịch vụ nào là cần thiết cho con bạn hoặc gia đình của bạn. Nếu tất cả mọi người, bao gồm cả bạn, đồng ý thì các dịch vụ có thể sẽ bắt đầu. Đôi khi các dịch vụ có thể không bắt đầu ngay được nếu có danh sách chờ. Bạn có một vai trò ở mỗi giai đoạn. Trước hết, bạn là người ủng hộ và chuyên gia tốt nhất cho con bạn. Hãy nói về những cách tham gia khác nhau của gia đình và người chăm sóc. Trước tiên, bạn có thể gửi bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào đến các nhà cung cấp dịch vụ đang làm việc với con bạn. Bạn cũng cần phải đồng ý hoặc cho phép đánh giá được diễn ra. Bạn cũng có thể chia sẻ thông tin về con mình và kết quả xét nghiệm từ các cơ quan khác. Bạn có thể được yêu cầu ký cho phép trao đổi hồ sơ và thông tin y tế với các cơ quan khác. Điều quan trọng là bạn phải hỏi cụ thể họ đang yêu cầu những gì và thông tin sẽ được sử dụng để làm gì. Bạn quyết định xem bạn có muốn ký một bản cho tiết lộ để trao đổi thông tin này hay không. Bạn góp ý về các mục tiêu và dịch vụ và đồng ý với kế hoạch cuối cùng. Ngoài ra, bạn tham gia và cung cấp phản hồi khi dịch vụ tiếp diễn. Điều này có thể khác một chút cho mỗi hệ thống, nhưng chúng tôi muốn bạn thấy quá trình đó là giống nhau. Cuối cùng, nếu không đồng ý, bạn có quyền kháng cáo hoặc biện hộ cho con mình. Chúng tôi có thể thêm về quy trình sau, nhưng muốn bạn biết hoặc các tùy chọn và tùy quyền của bạn. Để bắt đầu, điều quan trọng cần lưu ý là có các hệ thống dịch vụ khác nhau có thể cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tương tự cho con bạn và gia đình bạn. Con bạn có thể nhận được các dịch vụ được tài trợ công từ hai hệ thống chính: hệ thống dịch vụ giáo dục và hệ thống dịch vụ sức khỏe, hành vi và phát triển. Cả hai hệ thống đều có thể giúp gia đình bạn thực hiện các mục tiêu của con bạn, nhưng tập trung vào các nhu cầu khác nhau
mà con bạn có thể có. Trong hệ thống giáo dục, các nhà cung cấp làm việc dựa trên nhu cầu giáo dục của trẻ. Các dịch vụ này có thể bao gồm hướng dẫn đặc biệt về giúp dạy con bạn với một loạt các kỹ năng. Một số kỹ năng mà giáo viên có thể thực hiện bao gồm học tập, tự lực, vui chơi và giao tiếp. Các nhà trị liệu ngôn ngữ giúp cải thiện ngôn ngữ của con bạn và các nhà trị liệu vận động giúp phát triển các kỹ năng vận động và nhu cầu cảm giác của con bạn. Trước khi một đứa trẻ đến tuổi đi học, các dịch vụ giáo dục được tài trợ bởi tiền của liên bang và tiểu bang cho các dịch vụ can thiệp sớm. Trong hệ thống dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi, các nhà cung cấp làm việc dựa trên hành vi và nhu cầu của trẻ. Các dịch vụ này có thể bao gồm trợ giúp về các vấn đề hành vi tại nhà bởi các chuyên gia về hành vi. Tài trợ cho các dịch vụ hành vi có thể đến từ trung tâm khu vực, các công ty bảo hiểm y tế hoặc tư nhân. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về các dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi trong phần sau. Các trung tâm hỗ trợ và tài nguyên gia đình có thể giúp bạn rất nhiều trong quá trình này, có cơ hội gặp những gia đình khác đã trải qua quá trình này và họ có mặt ở đó để giúp bạn. Họ có các tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể trợ giúp về nhiều thứ. Trung tâm nguồn lực gia đình và trung tâm trao quyền cho gia đình được tài trợ bởi tiền của tiểu bang và liên bang và sẽ miễn phí cho bạn. Có một tài liệu phát tay liệt kê các trung tâm nguồn lực gia đình ở California theo từng khu vực. Các trung tâm này có thể cung cấp các nguồn lực hỗ trợ, đào tạo và tư vấn miễn phí cho các gia đình có trẻ em có nhu cầu đặc biệt từ lúc mới sinh cho đến 26 tuổi. Họ thường có các bậc cha mẹ làm nhân viên để chia sẻ kinh nghiệm chung về việc nuôi dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt. Không cần phải giới thiệu, chỉ cần gọi đến số được liệt kê trên tờ rơi cho trung tâm tài nguyên gia đình tại địa phương của bạn. Để biết thêm thông tin về các trung tâm nguồn lực gia đình, hãy liên hệ với mạng lưới trung tâm nguồn lực gia đình của California. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ các gia đình có trẻ em khuyết tật, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt và những người gặp rủi ro bằng cách đảm bảo tính liên tục, mở rộng, thúc đẩy và chất lượng của các trung tâm nguồn lực gia đình, lấy gia đình làm trọng tâm, hướng đến cha mẹ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét một số chuyên gia làm việc với trẻ em bị khuyết tật có thể làm việc với con bạn khi bạn bắt đầu nhận dịch vụ này. Con của bạn có thể không cần tất cả những chuyên gia này, nhưng chúng tôi muốn bạn biết một chút về những loại người khác nhau có thể gặp trong mỗi hệ thống dịch vụ này. Có nhiều loại chuyên gia khác nhau có thể giúp con bạn ngay bây giờ hoặc trên đường hướng đến tương lai. Các chuyên gia này được đào tạo cụ thể trong lĩnh vực của họ và cung cấp nhiều loại dịch vụ. Một số dịch vụ này là hỗ trợ lời nói và ngôn ngữ, đào tạo và hỗ trợ hành vi, phát triển kỹ năng vận động tinh tế và thô, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn và nhiều hơn nữa. Vui lòng xem tài liệu phát tay để biết thêm thông tin chi tiết về những chuyên gia này và các dịch vụ mà họ cung cấp cho trẻ bị khuyết tật phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng các chuyên gia sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận theo nhóm và làm việc cùng nhau, nhưng đôi khi họ sẽ cần sự giúp đỡ của bạn để được phối hợp. Bạn có thể lên tiếng về các nhu cầu của con, bạn và gia đình. Bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ điều phối viên dịch vụ, giáo viên hoặc người đáng tin cậy khác để làm trưởng nhóm và giúp quyết định xem tất cả các dịch vụ có hoạt động tốt cho bạn hay không. Nhóm của bạn sẽ có rất nhiều chuyên gia, bao gồm cả bạn là một người chuyên gia về con của bạn. Nhà trị liệu là những chuyên gia về các lĩnh vực kỹ năng cụ thể, chẳng hạn như liệu pháp ngôn ngữ hoặc liệu pháp vận động. Các nhà giáo dục là những chuyên gia về các chiến lược giáo dục để đáp ứng nhu cầu giáo dục của con bạn. Nhóm của con bạn sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi tất cả những người làm việc với con bạn có một sự giao tiếp tốt. Để bảo đảm giao tiếp, hãy xây dựng nó thành các dịch vụ của con bạn. Bạn có thể yêu cầu các hệ thống để bảo đảm mọi người trong nhóm sẽ đều giao tiếp, ví dụ sổ liên lạc khi đi học về hoặc liệu pháp ngôn ngữ với ghi chú về ngày, và bạn có thể gửi thông tin về những việc gì xảy ra ở nhà, các cuộc gọi điện thoại thường xuyên và hãy cập nhật email. Với tư cách là gia đình, bạn sẽ là người lãnh đạo nhóm của con mình. Những nhà cung cấp này sẽ sẵn sàng hợp tác với bạn và họ sẽ lắng nghe những gì bạn nói về môi trường gia đình, thời gian của bạn.
cách bạn muốn làm cha mẹ, văn hóa của bạn nghĩ gì về cách thực thi khác nhau. Đây là con của bạn và chương trình của bạn, nên bạn hãy lên tiếng, đó là quyền của bạn.